lên sóng nha, đẹp quá các bạn ơi. À, tuyệt vời của mặt trời, nguyên zin nguyên kiện, à, rất là đẹp. Cái lô này thì mình có thời gian mình vệ sinh lại các bạn, và lô này cũng tương đối mới nha, khá là mới. À, quá dữ. Đây là test cái ấy nè, à, test cái cảm biến nè. À, tắt một bên thấy chưa, cảm biến xịn sò. Rồi tắt hai bên, các bạn thấy không, nhấn vô lại chạy nha, nhấn vô lại chạy. Ok, một cặp của anh khách lên đường, còn một cặp nữa các bạn test tiếp tục nha. Ở đây thì mình đấu ngược cực nè, khách về thoải mái luôn, à, cấp bao cấp luôn, cấp ngược cũng không sao hết nha, bao xài bao chạy, ngon lành nha.